một phần lý do nào ừ, cái này không? thì vẫn đúng là cái lý do này. À, vẫn đúng là cái lý do này. Bây giờ còn một tức có nghĩa là đất ở đây nó không lành. Đúng rồi. Bốn đứa cháu này thì hai bố cũng mất hết, hai đứa con trai mất hết rồi, nhưng mà còn bốn đứa cháu này cứ thay nhau liên tục, thằng này sang thằng khác ốm. Ừ, thay nhau ốm đấy. Thế là sang nhà gì là không ốm nữa đâu gì? Sang nhà gì được 2 tháng thì nó lại không ốm. Không việc gì. Đấy. Cháu Khương mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người ạ. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Nắng Mai TV. Các bác thân mến, hiện tại thì anh em mình đang có mặt ở nhà của hai bé Sò Súng, Sò Mỹ Sùng. Như cô bác anh chị biết rồi, hoàn cảnh được chú trưởng thôn, đây cũng là khu vực bên của A Báo, đưa anh em mình vào đây để mà thăm và kêu gọi các bé. Thời gian vừa qua thì Khương cũng có xin kêu gọi các bé để cho có cái kinh phí mua nhu yếu phẩm. Hiện tại các bé nghỉ hè rồi. Xin chào em. Anh em mình vẫn tranh thủ thời gian. Cứ dăm bữa vài ba tuần một tháng thì sẽ tranh thủ mua nhu yếu phẩm. Ở đây là có gạo và mì tôm vào cho các cháu sinh hoạt. Hôm nay mình sẽ đến thăm các bé các bác. Không biết là có ai ở nhà không? Nãy có thấy một em đóng cửa rồi. Chào em nhá. Cả nhà đâu hết rồi? Cả nhà em đi đâu rồi? Bố đi đâu? Các anh các chị đi đâu hết rồi? Đi làm á? Đi làm nương hay đi làm xa? Ừ, đi làm xa. À, anh Hầu đi làm ở đâu? Bắc Giang. Bắc Giang. À, thế còn một chị gì nữa nhỉ? Chị xinh xinh gái kia nhỉ? Ờ, đi cùng anh Hầu. Cùng anh Hầu luôn. Ừ. Thế là bây giờ hiện tại là có em ở nhà với ông bà. Với lại các cháu thôi. Ừ. À, thế các cháu đi đâu rồi? Em thử gọi các cháu về. Mình gọi. Hả? Mình đang gọi. Đang gọi à? Bây giờ gọi cho ai? Ừ, cho mẹ thì mẹ. À, đi đâu? Các cháu đi đâu? Đi ở theo dưới bà đi làm à? Ở dưới kia làm gì? Ở dưới kia thôi. Đi chơi dưới kia? Ừ. À, em thì gọi mẹ và có anh Khâm, anh mỗi lần anh hay vào ấy. Hôm nay anh có lại tiếp tục là có gạo với mì tôm vào cho các bé. Thử gọi xem nhé. Thế hôm nay vào thì thấy cái nhà lại có một cái sự khác đi nữa, đó là mái bên này là gọi là sập sệ xuống rồi. Anh em vào đây xem nào, mới có từ tháng 3, tháng 4 gì đó thôi. Bây giờ là thời điểm tháng 6, tức nghĩa là độ khoảng 3 tháng trôi qua. Thế mà gần như mình cảm nhận là cái nhà chỉ sau 3 tháng thôi nó thay đổi rất là nhiều sau những cái trận mưa mới bão. Các cháu chắc là theo bà đi làm đồng rồi. Anh em mình vào thì cũng không thể vào giờ khác được mọi người. Đấy, vào giờ chiều tối thì thật sự là cũng có công việc của chiều tối. Đấy, chỉ làm sao là bây giờ là vào 3 giờ 15 phút buổi chiều. Thì Khâm đến đây cũng tù mù rồi. Thì nghĩ rằng là các cháu nghỉ hè thì các cháu về nhà, các cháu ở nhà. Khả năng cao thì là cả ông cũng đi rồi. Cái này hôm nọ chắc là gia đình mà chống thêm đây này. Đứng ở đây cũng nguy hiểm hết. Đợt vừa rồi cháu Khương có vào đây một mình. Khi mà nghe thông tin từ chú trưởng thôn hôm chú lên nhà báo Tân Gia, chú có chia sẻ đấy, thì cái việc là ông đang bị hiểu lầm là anh em mình vào đây là cứ phải vào đây là sẽ có nhà. Với cái hình ảnh cháu đây trước đây cháu không đi đến gần như là những cái hoàn cảnh mình đến, hoàn cảnh nào mà có duyên thì đều là có nhà hết. Thì trong một năm qua thì cái hình ảnh của anh em mình là cứ đến thì bà con nghĩ rằng là à cái các anh này đến thì chắc có lẽ là mình cũng sẽ có nhà. Thế thì
ông lại cứ đi gặp chú trưởng thôn hoài, hỏi rằng là nhà tôi có nhà không. Thì chú ấy không biết trả lời nào, bởi vì chú ấy dẫn Khâm vào đây thì mang tính chất thì là đến để chia sẻ hoàn cảnh các cháu, xin thêm cho các cháu đồ ăn thức uống, bởi vì là bố mất rồi, mẹ thì cũng bỏ đi lấy chồng khác. Nó gần như là cái hoàn cảnh của ba bé nhà mình ở phía bên trên. Thế thì vào thì cháu Khâm ban đầu là cũng chia sẻ lên để xin những cái đồ như này này, gạo này, mì tôm này. Thì đến thời điểm hiện tại là mình có một cái quỹ nhỏ để mà mua gạo hàng tháng. Đấy, mua gạo hàng tháng, hàng kỳ mình có thời gian mình vào thăm ăn cháu thì mua gạo, mua bánh kẹo cho các bé. Chứ còn cái việc rằng là xin kêu gọi làm nhà thì cũng chưa, chưa có. Và hai nữa thì cái duyên mỗi hoàn cảnh không phải là xin là có mà người. Thế là ông vừa rồi ông hiểu lầm như thế, là anh em mình là phải vào đây để mà giải thích trực tiếp. Thì sau hôm đấy thì cũng không có ra nhà trưởng thôn nữa, bởi vì trưởng thôn thì cũng không giải thích lại được cho chú ấy hiểu. Thành ra thì cháu Khương, hôm đấy cháu Khương mình vào đây một buổi chiều để nói chuyện tâm sự với lại chú Trá này. Đi đâu về đây? Cháu chào chú, cháu chào chú. Cháu chào chú. Đúng rồi. Vừa mới đi đâu về? Đi nhà gì về? À, đi chơi nhà gì à? À, cô vừa đưa về đây à? À, đâu bà này đi đâu? Đợi một lúc, thôi một hồi, chắc phải đợi khoảng 20 phút đấy. Hôm nay chú tiếp tục là chú mua đồ vào cho nhá. Mì tôm, mấy gạo. Chào cô nhá. Kẹo mút không? À kẹo không? Nó tha cho nó. Cái gì nhỉ? Hai cò kia nữa đi đâu rồi? Nằm dưới. Là lên hai đứa thôi, chở hai đứa về thôi. Thì bình thường là các bé ở đây mà đúng không? Ừ, chứ thì vẫn ở đây, nhưng mà bây giờ nó đi ở với nhà gì? À, bây giờ đi ở với gì á? Thế không ở với ông bà? Thì bà vẫn đi ở chứ. Cháu xin chú. Cháu xin chú. Là như nào? Như là bảo là đi xin chú thì ở nhờ một thời gian thôi. Chú nào? Chú nào? Cháu ở với nhà gì ấy. À, thế cô là gì của nó à? Các bé gọi là gì? Là chị. À, thế các bé vẫn gọi cô là bà gì? Rồi, rồi. Úi, các bé này phải gọi là bà chứ. Dì là theo con rồi. À, tức nghĩa là bây giờ là không ở với ông bà. Hay là ông bà không trông được, không chăm được. Không, đó này không bảo là bà với cháu nó phải đi ở nhờ bà với nhà kia ở nhờ thôi. Nhờ thời gian thôi. Thế sao không ở đây? Ở đây là nhà bên này thì nó ố nhiều lắm thì mình đi. Ở đây ốm nhiều á? Tháng nào là... Chứ mà các cô mới chuyển đi thôi đúng không? Ừ, vừa mới đi tầm 2 tháng thôi. À, tháng nào là mấy tháng trước vào đây thì vẫn gặp bình thường mà. Vừa mới đi được 2 tháng thôi. Đúng rồi, cháu xin chú. Thế là mới đi được 2 tháng. Tháng nào là về là cứ phải đợi. Thế ở đây cô lấy ghế về đây ngồi. Thế là có ai ở đây không? Bây giờ còn ai ở đây không? Ở bà ở đây. Ở bà thì tối mới đi ngủ thôi, ngày thì cũng về làm việc đó này. Ngày về trông bò các kiểu đúng không? Thế là chốc nữa lại gạo các thứ mì tôm lại mình đi nữa lại sang nhà gì à? À. Thế thảo nào là hai cháu là bây giờ đây đây, cô ngồi đi. Cô ra đây ngồi đi. Đấy. Chú đi đâu? Chú hôm nay đi họp nè. Đi họp à? Đi họp nữa chưa về. Sao họp nhiều thế? Nó bảo hôm nay nó bảo họ đi họp thì họ nó bảo là mấy người đủ tuổi mới đi hết. À, tức 18 tuổi trở lên. Cả thôn xóm là đi họp hết đúng không? Ông chưa về. Vào nhà thì cháu cũng vào từ lúc 3 giờ buổi chiều rồi, bây giờ là được 45 phút. Đợi một lúc, đây nóng quá, toát hết mồ hôi. Trời hôm nay rất là oi các bác. Thế là cả cái gì nhỉ, kim với lại cương. Kim cương là cũng đi ra nhà gì hết. Nhưng mà lý do gì mà phải sang hết? Lý do ra bảo ở như là cái đây gì ra đây?
ra đây luôn. Ra đây, ra đây luôn để nói chuyện cho nó nghe rõ. Thế em kể một tí xem là sao lại có cái sự thay đổi là ở đây mình chỉ biết mới biết lý do là hay ốm đau thôi, thì là chuyển sang bên nhà cô này hết. Thế cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 42. 42 tuổi. Đấy, cô ngồi đây đi. Chị 43. À, chị gái thì 43. Vâng. Cô thì 42. Thế nhà cô là cách xa đây không? Không, ở gần thôi mà, ở dưới cầu đấy. Dưới cầu. Ừ. Gần đường à? Gần đường. À. Đấy, hai chị em. Cô là chồng bao nhiêu tuổi rồi? Chồng thì năm nay cũng là 40 ấy. Hình như là 40. Thế là chồng lái máy bay một tí à? Chồng thì nó lại ít hơn một tí. À, chồng ít hơn 2 tuổi. Vâng. À, cô là 42 tuổi. Cháu hỏi qua qua một tí thôi. Thế nhà mình có rộng không? Bây giờ để bể 4 đứa trẻ con đi nữa thì ở kiểu gì? Thì như là nhà thì cũng rộng. Mà cái bây giờ năm nay thì nhà nước lại cho một cái nhà tạm nữa thì... À. Vừa mới làm xong hôm thế làm là xong. Có hai cái nhà bây giờ có hai cái nhà, nhà thì bảo là chị cho các bảo cháu là đi cùng ở đây thì cũng được, nhưng mà kiểu là người già với lại con gái thì cái số thì nó lại không ốm không đau cái này cái nọ mà vẫn khỏe, mà các cháu với lại người con trai thì nó cũng đau cái này đau cái kia thì suốt ngày cũng bảo là đi viện thì vẫn bảo là không sao. Ừ, vẫn có bệnh. Ừ. Thì mình đi xe phong tục mông xe thì nó vẫn là vẫn có ma, nhà cái nền nó cứng không ở được. Cái nền này. Ừ, nó, cái nền nhà đây, toàn bộ khu vực này. Đúng rồi, khu vực này thì có ma. Ừ, có ma nó cứng và mình số mình. Số mình không thì, ở đây được. Ở thì không ở được. À. Số cao thì mới ở được. Thế hai cậu con trai mất có phải vì một phần lý do nào cái này không? Thì vẫn đúng là cái lý do này. À, vẫn đúng là cái lý do này. Tôi có nghĩa là đất ở đây nó không lành. Đúng rồi. Bốn đứa cháu này thì hai bố cũng mất hết, hai đứa con trai mất hết rồi, nhưng mà có bốn đứa cháu này. Cứ thay nhau liên tục. Thằng này sang thằng khác. Ốm. Ừ. Thay nhau ốm. Đấy. Thế là sang nhà gì là không ốm nữa đâu gì? Sang nhà gì được 2 tháng thì nó lại không ốm. Không việc gì. Đấy, suốt ngày nó ở chơi. Nhà gì cũng có hai đứa bé nữa. Ờ, cũng ở như thế, cũng ăn như thế. Ừ, cũng ăn như thế, cũng có cái gì ăn cái gì đó. Ừ. Thế mà ở nhà bên nhà gì thì bà gì thì lại không ốm, mà ở đây thì lại ốm. Thì thế thì mới bảo là đi xin cái nhà mới kia ở tạm một thời gian. Ừ. Còn nào nếu mà muốn làm ở thì phải ở chỗ khác, không ở cái chỗ này nữa. Không ở đây nữa. Ừ. Thế tương lai thì nếu như mà chỗ này nó như thế thì chả chuyển đi hết à? Ừ, phải chuyển chứ. Sau này thì chắc là không ở đây nữa. Nhà này cũng ở. Nhà này cũng không ở luôn. Gia tả sau này thì nếu mà ở thế thì con gái hay là ông nó lại số cao thì nó lại không có cái gì. Nhưng mà thừa vụ là cái con trai với con cháu, con trai là nó vẫn bị. Cứ toàn bộ con trai mấy các con cháu. Ừ. Thì là đấy, nó sẽ ám quẻ. Đúng rồi, nó rồi là sang ôm đau bệnh tật. Thế này cũng hơi ghê nhỉ. Đấy. Nhà này có một thằng con, một ông con trai nữa cũng ở đây nó cũng ghê phết. Cô... thấy bảo đi làm Bình Dương, đi làm Bắc Giang rồi đúng không? Đấy, con đúng cô rồi, ấy. Đi làm ở. Đấy, bây giờ còn một đứa thì đi làm thuê thì không sao, ở nhà thì nó cứ đau cái này sai cái khác ấy. Mà thời gian nữa là mình không chịu cái này không chạy đi đâu nữa là nó khác có bệnh ấy. Thế thì cũng thì cũng nghe cũng thấy thấy ghê ghê nhỉ. Bây giờ thì là tâm linh thì cháu đi cháu cũng gặp nhiều nơi kể rồi, nhiều vùng đất thì người ta bảo là chết chóc này nọ không ở được rồi nặng vía mọi thứ. Cũng có thể là trước đây thì là làm ở cái khu vực mà nó có mùa mà chẳng hạn, sau mình về đấy mình về sau mình làm nhà lên mà mình không xin phép, không báo cáo các thứ ấy. Người Mông thì làm nhà là không thấy cúng thổ địa đâu. Đấy, không có đâu. Ừ, không cúng thổ địa các thứ đâu. Cái đấy là một phần, nó không thì không mê tín. Nhưng mà thực ra là mình có thờ có thiêng thôi. Ở đây thì đã hai ông con trai là mất rất trẻ. Đúng rồi. Ừ. Một đứa mất 23, một đứa mất 24. Rồi. Thế và bây giờ còn một ông con trai nữa tên là Hầu là ở nhà là cứ thi thoảng là hay ốm. Đi làm thì không sao. Đúng rồi. Nào, mọi người giải thích cái nào cho cháu không? Đấy. Đứa chú đi làm thì không sao, nhưng mà có bốn đứa cháu này thay nhau. Bốn đứa cháu này cứ thay nhau ở nhà là cứ ốm. Đấy. Khóc à? Hay như nào bà? Đau ấy. Đau ấy. Đau bỏng này, đau lưng này. Đau bụng, đau lưng. Đấy. Nó còn đau da này, cái gì đau.
cứ đứa này đến đứa khác. Ừ. Nhưng mà ừ. hai tháng nay Giang nhà bà gì lại không việc gì hết. Nó lại ăn ngủ bình thường. Mày cũng không có gì ăn đâu. Gì ăn cái gì ăn sau thì ăn sau ăn. Mày có đứa nào không ăn được mẹ mén thì không nấu cơm. Thế thì không đến đây 2-3 lần. Những tháng đầu đến ấy, thì mọi người ở đây thôi. Nhưng mà về sau là cách đây hơn tháng 2 tháng vì đó là cứ đến đây là phải đợi. Thế hóa ra là các cháu là đi sang nhà gì, tưởng là đi theo bà đi làm nương cơ. Bà cũng đi hết, bà ngày vẫn đi làm cá cọ này, làm nương này, cái gì cũng làm để nuôi cho con bò. Bò ở đây vẫn ăn, vẫn nuôi được mà, cho bò vẫn nuôi được. Có mỗi người là không ở được à? Mỗi chỉ bố đứa cháu này đi ở với nhà gì xong tối thì nó lại về ngủ với bố đứa cháu. Tối bà xuống dưới kia ngủ cùng. Có chứ, ngủ cùng bố. Thế ở đây bây giờ là tối là có mỗi ông. Em gái, con đứa con gái út với ông. Cái bạn vừa nãy đúng không? Ừ, đúng rồi. Với lại ông thôi. Thế là có hai bố con ở đây thôi. Buổi tối. Hai bố con thôi. Hai bố con ở đâu? Thế hai bố con là không việc gì? Ừ, ông thì ông bảo vì lúc nãy vừa nói là số nó cao thì số cao hả? Số cao thì cái gì cũng số không cao, sợ, số không thấp. Đau cái nào cái nọ ấy. Với lại con gái thì nó lại không sao. Rồi. Đấy. Nó chỉ lên qua cái đứa con trai thôi. Thế cũng khó giải thích nha. Cũng khó hiểu. Khó hiểu thật sự mọi người. Hôm nay vào thì mới biết thêm câu chuyện này. Với các cháu xuống dưới kia rồi thì lúc nào cháu vào thì cháu có thể là cháu sẽ liên hệ trước. Còn hôm nay cháu vào thì cháu tiếp tục là mua 20 cân gạo với lại một thùng mì tôm. Còn mấy cái kẹo nữa thì nó mang đi cho Ngọc, Mỹ Kim với lại hai bé nhà cô này. Cô này vẫn còn con nhỏ á? Có một đứa, còn đứa này ấy. Ôi giời. Còn đứa này 1 tuổi. Đây, thì nó cầm xuống chia cho các em ở dưới nhé. Thế cô là có mấy con? Dạ. Cô là có mấy đứa con? Cô có 5 đứa mà. 5 đứa con. Ừ, chồng con mất đi rồi. Mất đi 4 năm rồi. Mất đi đứa nào? Không có. Bố ấy, chồng ấy. Có chồng. Chồng ấy. Thế sao nãy cô bảo chồng cô 40 tuổi? Thì lúc 36 cũng mất đi rồi. Trời ơi. Thế bảo cháu. Bao nhiêu thì ấy bảo 40. Cháu hỏi là chồng cô bao nhiêu tuổi rồi cô bảo là 40 tuổi. Nhưng mà bây giờ hỏi ra thì bây giờ là 5-36 tuổi là mất rồi. Trời ơi tôi chết. Thì bây giờ tính nó ở thì có 40 tuổi rồi. À thế thì 36 tuổi mất rồi. Bởi vì cháu thấy cô còn trẻ trẻ thì cháu mới hỏi chồng cô bao nhiêu tuổi. Đấy, nếu có động chạm đến thì cô thông cảm cho cháu. Cháu không biết là chú mất rồi. Thì có bao nhiêu thì thế là bây giờ là một mình chồng 4-5 đứa con. Đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi? Lớn nhất là năm nay có 21 21 tuổi. Lấy vợ chưa? Đứa cả là con gái, chưa lấy chồng nữa đâu. Chưa lấy chồng. Đứa thứ hai là con gì? Thứ hai là năm nay 18. 18 là con trai. Đứa thứ ba là con gái. Năm nay lên 16. Lấy con gái tiếp. Có một đứa con trai là năm nay 11 tuổi. Mấy có đứa con gái út là năm nay 8 tuổi. Đấy thì cô thì nói tiếng Kinh rất là giỏi, ở đây gần đường hơn, nói tiếng Kinh tốt hơn nhờ. Cô có đi học không? Trước kia học hết lớp 6 rồi. Thế là giỏi rồi. Học cái lớp 6 về nhà là làm trưởng thôn được rồi. Ôi dồi ôi, còn không chưa đủ dùng ấy. Chưa đủ dùng à? Chỉ có quanh đây đi chợ thì đã nó tạm được. Nhưng mà đi xa thì mới. Các bà ở đây nói tiếng quá tốt. Đấy. Chỉ cần khu vực lên trên kia một tí thôi, các bà không biết nói tiếng Kinh đâu. Kiểu là nó học. Đấy, các bà nói tiếng Kinh rất là tốt, nhưng có cái điều là không hiểu sao là những ông chồng lúc nào cũng hay mất sớm hơn nhỉ. Chắc là món rượu nhiều quá, phải không? Cũng không hẳn nhỉ. Ví dụ như hai con nhà cô này có 22-24 tuổi thì đổ đâu là tại rượu đâu. Rượu thì nó lúc nó ở thì nó suốt ngày cứ cái ai nó thì đánh hay đánh cả vợ cả con, nhưng mà sau này chồng cô á. Không biết là nó có bệnh gì hay thế nào, có ma thì thế nào, nó dạ, có cảm giác là cần dây đi treo cổ ở dưới bờ mình gần bờ xuống đó.
khác tự giác cầm dây đi treo khổ. Cô nói chuyện rất là hài. Ừ, dưới là mình gần luôn mà. Ừ, cầu ấy. Xong rồi nó lại đi treo khổ. 36 tuổi, thế thì cách đây 4 năm. 4 năm thôi thì mới bảo là có 40 tuổi. À. Đầu thì 40 tuổi thôi. À. Tuổi con chuột sinh năm 84. Ừ, đây là sinh năm 82. Cô là 82. Ừ. À. Thế là không đi lấy chồng nữa đâu. Ồ, không lấy đâu. Lúc mà chồng mất thì cái đứa út đa, cộng đứa này đã có 3 tuổi. Ừ. Ừ, đứa gái đã có 3 tuổi. Bây giờ mình mất đời gần 4 năm rồi. Bây giờ đứa con nó không gần. Đâu, bây giờ nuôi con thôi nhỉ. Giờ đi lấy chồng nữa, sức đâu mà đẻ con. Chồng đẻ lắm gì. Nếu mà mình mất đi thì lúc không chưa có con gái con trai thì đi thì sớm sớm được. Ừ. Bây giờ mình để hết cả gái cả trai rồi không đi nữa. Nhưng lúc đấy chồng chưa mất. Thì chưa mất mình vẫn để hết. Cũng dựa vào các con sống. Ờ đúng rồi, dựa vào các con sống thôi. Ê, bố không tánh thì mình cũng tánh vào các con chứ. Thấy các bà dưới vùng này hiểu biết hơn rất là nhiều. Mà mình đi nữa thì các con nó gặp khổ. Ừ. Đấy. Mà bây giờ không có bố nữa là mẹ phải là bố là mẹ hết. Mình phải tánh thế chứ. Thôi cố gắng thôi cô. Biết làm sao mỗi người một số phận. Như chị gái thì cũng vất vả này. Chị gái thì còn chồng, tuy nhiên thì chồng thì bị gù lưng, không có sức khỏe. Dạo này còn hay uống rượu không cô? Có, suốt ngày uống. Suốt ngày uống rượu nói không chịu nghe. Rất là khó. Hai nữa thì là có chồng nhưng mà bệnh tật. Và có một điều nữa là hai cậu con trai thì mất rất là sớm. Đấy. Cũng rất là thiệt thòi. Mình nuôi con, mong nó khôn lớn để nó báo hiếu lại. Nuôi lại mình nhưng ai ngờ mình lại là cái người tiễn nó đi trước. Đấy, rất là bây buồn. Giờ thì biết làm thế nào, con trai đã ra đời thì mình cũng... Đấy, 4 đứa cháu thì đứa này là đứa lớn nhất này. Ừ, đứa này đứa lớn nhất. Đấy, xong là đến Kim kia là hơn tuổi bạn này à? Chồng à? Cưa với đứa này là cùng tuổi. Cương với đây là cùng một tuổi á? Ừ. Thế Kim là hơn tuổi à? Kim thì ít. Ít tuổi. À, Cương mới tuổi. Đến Kim nhỉ? Ừ. Cưa với chồng là nó cùng một tuổi. Rồi, rồi. Còn Ki thì nó lại tuổi con lợn. À. Hai đứa là tuổi con chó. Bây giờ là dựa dẫm hết vào vào bà nội. Thế là mẹ của Cương với Kim là có về nhà không? Có, lúc có vì mới về nhà. Ừ. Bây giờ vẫn làm bán tạp hóa ở chỗ bệnh viện à? Đúng rồi, làm bán. Cũng vất vả, cũng thương mọi người. Còn rất là trẻ mà chồng không còn rồi. Bây giờ một mình này chăm lo hai đứa con. Cũng như là cuộc sống. Lúc gọi là lúc đau buồn thì cũng biết dựa vào ai đấy. Thôi cũng cố gắng đối xử tốt với đứa con dâu cái đấy thôi. Nếu mà... ở với các con thì tốt. Đúng rồi, mình không mong cho nó ở với các con được. Các có hai đứa con trai thì không ở là... Sau này mình không có hai đứa con trai, bố ra đi thì vẫn có hai đứa con trai ở. Nếu mà mình không ở đường ấy thì đi lấy chồng khác nữa thì... Cái này cũng... giao cho bà cũng nuôi hết bốn đứa cháu thôi. Thế thôi, khổ cô biết làm thế nào. Thế biết làm sao thì đấy. Cháu vào đây cháu cũng chỉ làm sao cháu xin được những cái này, này. Gạo với lại mì tôm. Thi thoảng là cháu vào thăm cháu mang cho các cháu. Cũng không biết giúp thế nào khác hơn được. Xem mà duyên các cháu thời gian tới như thế nào. Nên các cháu thì cũng còn rất là nhỏ thôi. Bốn đứa cháu giúp nhiều rồi. Thì mình cũng gia đình không giúp được nhiều thì thông cảm cho các cháu nhá. Thật ra là các cháu vào đến đây thì cũng chỉ có mì tôm với lại gạo các thứ vào thăm gia đình thôi. Tốt mà. Tốt đấy. Mình cũng không có một đồng hai đồng cho. Rồi tâm sự một lúc với các cô thôi. Thật ra là hôm nay vào đây cũng trao được món quà này thì bọn cháu còn có công việc còn phải đi làm tiếp. Yeah. Nãy đợi hơi lâu nên là cũng mất khá nhiều thời gian rồi. Tí nữa không đi làm thì lại tối. Thì hôm nào cháu vào thì cháu sẽ liên lạc trước. Cô có số điện thoại đúng không? Vẫn thì là chốc nó sẽ hỏi rằng là vào mua gạo các thứ đồ cho cháu thì báo trước để đỡ phải đợi mất thời gian đấy. Thế bây giờ thế nhưng mà lấy số điện thoại của dì trong là hôm nào có... bây giờ là cứ ở nhà dì thôi đúng không? Ở nhà dì thôi. Thế dì cố gắng nuôi các cháu nhá. Bởi vì là bố nó vừa mất chưa qua được 3 năm thì kể cả nhà nước cho cũng chưa làm được cái nhà nữa. Sao lại nhà nước cho là không qua 3 năm đi. Nghĩa là tức bây giờ là có xin được nhà thì cũng không làm được nhà. Không được.
Nhà nước cho nhà nhưng cũng không làm. Không làm. Bố phải mất quá 3 năm. Ừ, qua 3 năm. Nó lại chê 4 năm mới làm được. Ui dồi. Ừ. Thôi thì phải cố gắng là ấy các cháu. Thì sau này nếu mà kênh không giúp đỡ được gì thì có thể là đến tuổi nào đó mà được nhà nước hỗ trợ thì mình có thể là mình linh động với các chú trưởng thôn xin được cái nhà cho các cháu cũng được. Nhưng mà bởi vì nếu mà năm nay xin thì có vẫn cho, nhưng mà bạn bảo là con trai vừa mới mất trước Tết thì vừa mới qua năm thôi, thì bên tổng mong là nó phải đi 3 năm nữa. À, đi 3 năm mới được làm nhà. 3 năm là mình mới làm được nhà. Rồi. Cháu hiểu rồi nhé. Thì bởi vì năm nay làm một cái thì chồng cũng mất được qua 4 năm rồi mới làm năm nay. Thế chồng cô là mất được 4 năm rồi, năm nay mới xin được nhà để làm. Thì mới xin được năm nay thì năm thứ tư thật thì mới làm được cái nhà đấy. Mà mấy năm trước thì kể cả cho không làm. Rồi, kể cả cho không làm. Kiên kỳ đúng, kinh khủng nhỉ. Thì vẫn từ mình phải kia như thế thì không phải kia nó. Rồi. Thôi cố gắng nhá. Cháu cứ thấy mọi người lạc quan vui vẻ như này là cháu cũng vui rồi. Mọi người còn rất là vất vả nhưng mà lúc nào cũng như cô này được thì tốt rồi. Cố gắng lên trong cuộc sống mình nhá. Đằng nào cũng thế, cuộc sống nó vã cho mình thì mình cũng phải vực dậy. Nhờ cô nhỉ. Đúng rồi. Ok, đến đây thôi thì cháu Khương cũng xin là tạm dừng cái video thôi. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý khán giả thời gian đã dành thời gian theo dõi. Cháu nữa là lấy số điện thoại để lấy cái số điện thoại của gì. Dạ vâng, ok cô. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.